tồn tại. Giờ mình nói gì đi, nói chung là cái hành động mà đưa tụi cho tụi nó đi qua bển hợp pháp đó là một cái hành động là gỡ gạc lại cái uy tín của Mỹ, đúng không? Thì lại bỏ rơi thì, bỏ rơi thì coi như là mang tiếng suốt đời. Còn nhưng mà thật ra mà khi qua bển á thì một số là có tiền đem theo, còn một số là do là đa số là phụ nữ là bị lợi dụng, bị này bị nọ. Nếu ngày xưa mà không có lũ Việt Nam Cộng Hòa, mình thống nhất từ năm 56 rồi, mình có thêm khoảng chừng 20-30 năm phát triển kinh tế rồi, đúng không anh? Miền Bắc đánh Pháp xong thì Pháp rút vào miền Nam. Đúng rồi. Nói chung cũng chưa chắc. Nói chung là Việt Nam mình là quá kiên cường rồi, bây giờ đánh vì mình không biết là Pháp thì trù đến chừng nào. Đánh bao nhiêu nước lớn cũng quân Mông Cổ mà còn đánh được mà. Tôi có đứa con gái Úc, biết bao nhiêu người làm mai làm mối Việt Kiều rồi này kia nọ, không mẹ thà tao gả cho ăn mày ở Việt Nam mà không có thiệt. Có một thời gian á là chị cũng biết Việt Kiều, cũng quen Việt Kiều không, nhưng mà hồi nhỏ, nhưng mà là theo chị nhận xét á thì Việt Kiều á nó về á, nó ăn chơi này nọ thì chịu khó ăn chơi lắm. Mà hồi đó cũng mơ mộng lắm, mơ mộng mà Việt Kiều dữ dằn lắm. Cái đó là năm chín mấy á, năm 90 mấy, năm hồi lúc mà chợ, cái chợ mà An Đông mà mới thành lập á, là xây coi như là cái chợ đó là cái chợ nổi bật nhất của cái nước Việt Nam luôn. Cái shop nào mà Việt Kiều về coi nó nhộn nhịp làm dữ là cả shop mà đón nè. Bây giờ bây giờ em nghĩ như cái người Việt Kiều chưa chắc thì cái mức sống của họ hơn người trong nước. Việt Kiều bây giờ về coi nó coi không ra gì, có cái mà ra mà hết. Đúng rồi. Chứ tại sao nhiều lúc mình khi mà tại sao mà mỗi khi mà đề cập tới cái chuyện mà bảo lãnh đi qua bển thì ai cũng thì giống như tìm cách từ chối hoặc là sao này nọ, là cũng hiểu rồi. Nếu thật sự đó là thiên đường nước Mỹ thì đâu có cái chuyện mà phải ấy như vậy. Không, mà Việt Nam Cộng Hòa nói chung là phải cảm ơn Cộng sản Việt Nam. Tại vì nhờ Cộng sản Việt Nam đánh thắng năm 75 mới đu càng được qua bên đó. Thứ hai là đánh thắng năm 75 mới có cái diện HO để đi tị nạn bên cái xứ thiên đường gì, thiên đường dân chủ nhân quyền. Để kể cho nghe, có thằng em bạn, nó em bạn thôi, nó qua Mỹ mười mấy năm á, thấy nó về đây đỡ của ai gặp nó cái nói ủa sao mình không gặp được đi thấy mẹ đây không vậy. Nó mới nói một câu này nè, nó nói bây giờ á tôi cho anh ở Nhân Trạch hôm nay, bây giờ tôi cho anh một mình anh lên thành phố anh ở thôi là nó đã khó rồi, mà anh đồng ngôn ngữ đó, mà anh đã khó sống rồi, mà ủng hộ gì từ đây bên qua tới Mỹ mà anh bất đồng ngôn ngữ làm sao sống. Đúng rồi, nó nói thành ra phải về thôi. Không nổi rồi thời là chín mấy mà nước, nó bà con trong họ nó bển thế nhau. Nói chứ người ta qua bển được á, người ta công sức người ta bỏ ra nhiều quá, mà khi mà những cái thành phần mà đi qua con cháu hay là gì đi qua bển mà ăn bám á thì người ta cũng không chấp nhận. Mình nó có bắt đầu có nội lực phát triển kinh tế rồi, bắt đầu có sức bật bùng lên rồi, cho nên là cái việc làm ăn dễ dàng hơn, mình có điều kiện làm ăn dễ dàng kiếm tiền hơn, thì tất nhiên là cuộc sống mình thoải mái rồi. Mình cần gì nữa cũng phải là không cần, nhưng mà giống là mình không còn không chờ gì nữa. Từ năm 95 là tính cái năm mà mình được mở cửa với thế giới khi mà Mỹ nó gỡ bỏ cấm vận ha. Từ nên cũng có 27 năm cái gì? Có 22 năm chứ. Anh tính là thời gian làm kinh tế ở Việt Nam chỉ có 22 năm. 22 năm. Mà GDP của mình nó tăng từ có 100 đô bây giờ lên tới khoảng hơn 2.200 đô la. Cũng mà nói chung là cũng ấn tượng đấy chứ. Mặc dù mình không có nói thì mình tự mãn, nhưng mà cái gì mình đạt được không phải ghi nhận đúng không? Còn cái tội hải ngoại thì lúc nào cũng nói rằng cái gì giải phóng cái thua xin thua hàng này nọ,
chứ Sài Gòn cái thất bại của nào cái, những cái người mà khi mà đi qua cái nước Mỹ dân chủ gọi là cơm ai nấy ăn, tiền ai nấy xài, vợ chồng cũng phải tính toán, cũng phải chi ly ra, coi như là không có, có nghĩa không có giống như Việt Nam nè. Tôi là mới lúc này nó làm lúc mới 15 tuổi nè. Dạ dạ. Nay có 18 rồi đó. Hết cơ rồi đó. Dạ. Đẹp gái quá. À, tóc cao 1m6 mấy. Vậy à. Cao 1m68 á. Đủ rồi, luôn. Cái nhưng mà mọi người ở bên Mỹ thờ ơn lắm. Không có giống như Việt Nam mình. Ví dụ như ở bên Việt Nam mình, những cái người nào mà khó khăn mà khi mà lọt vô tầm mắt những người khác ấy, thì người ta cũng có thể chia sẻ giúp đỡ ngay tại đó, không? Em nói thật chứ. Ngay lúc đó luôn. Well, ví dụ như chị đi ra đường, chị gặp một bà già bán vé số hay là xin ăn hoặc là gì, mình có thể mua hộp cơm hay là gì bất cứ lúc nào, tức thì luôn, để mà cho giúp người ta. Nhưng mà ở bên Mỹ thì đâu có như vậy. Người ta mạnh ai nấy sống. Với lại cái mức sống nó cao quá. Bây giờ ví dụ như muốn giúp người nào đi mua hộp cơm nó cũng mất tiền nữa. Nó thẳng ra như vậy luôn. Chứ nói thiệt, nói về sung sướng không có đâu mà sung sướng như Việt Nam. Ở Việt Nam mình ví dụ như hàng xóm, ví dụ như vậy, mà hết gạo mà ở đó nhà má trà không được, mình ra hàng xóm mình mượn tạm cũng được. Còn Mỹ sao em nghĩ không có chuyện đó, ngoài đường đó, ngoài đường đó. Mà cũng không cần phải nói sâu về kinh tế là so sánh nước Mỹ. Nói chung á, ở Việt Nam bây giờ á là chỉ suy nghĩ sao mà sáng ăn cái gì rồi chiều ăn cái gì rồi ngày mai ăn cái gì vậy thôi. Đúng. Chứ không có lo gì khác nữa. Đúng. Mình đâu có lo gì đâu. Đi đâu chơi. Là suy nghĩ đâu chơi. Như tôi là tôi bắt đầu tôi nghĩ làm hôm tháng 8 mà tôi đi chơi miết tới bên này á. Có nhiều người họ đem Việt Nam mình so sánh với Thái Lan. Hết Hà Nội tới Đà Nẵng. Rồi những bạn chị, nói chung là bạn chị hồi xưa nhiều lắm. Mà gái đẹp không, mà hình như là đi Mỹ hết rồi. Đứa nào cũng, một đứa đi cái bắt đầu nó kéo thêm mấy đứa kia đi theo. Về á, nào là nó khoe son, khoe phấn rồi nó nói bên Mỹ mức sống cao rồi này nọ nọ kia. Nhưng mà tại sao nó vẫn về Việt Nam để mà nó học nghề? Tại sao mấy cái sạp ở Việt Nam nó vẫn chưa chịu bán? Chứng tỏ nó là nước Mỹ không phải như nó nói. Chỉ là một cái công cụ để nó đi, để mà nó lấy cái danh phận cho nó thôi. Chứ thật ra mấy cái sạp quần áo hay là giày dép gì ở Việt Nam nó vẫn còn để kinh doanh để mà nó kiếm tiền, nó đem gửi về bển. Đúng không? Mà trước khi nó đi qua bển là bao nhiêu cái nhà của nó ở đây là bán hết. Đúng không? Nhà toàn là nhà mặt tiền ở Lê Hồng Phong, quận nhất độ không là bán hết. Mà bán giá rẻ để mà cho kịp, để mà đi. Nhưng mà khi nó quay trở về mà nó muốn mua lại cái nhà đó, nó không có cửa nào nó mua hết trơn. Không có tiền mua. Thiệt, không. Nhà đất bên Mỹ thật khó sở hữu. Nhà đất bên Mỹ sở hữu nhưng mà nó có giống như nó có thời hạn, mình thì chẳng qua là nó có thời gian mình vừa trả góp xong rồi bắt đầu tới con mình trả. Có nghĩa là nó tới khi mình trả góp xong cái nhà đó thì cái nhà đó nó cũng cũ rồi. Nó cũng nó xuống cấp rồi, bắt đầu phải nâng cấp sang này nọ kia. Mình có điều kiện thì mình có thể mua ngay mà sở hữu ngay đúng không? Dạ, nhà Việt Nam của mình là có thể nói là sở hữu vĩnh viễn. Đúng rồi. Có thể nói là như vậy nếu như nó nằm không có nằm trong cái dạng quy hoạch. Mà em có nói là trong quá trình trả góp, ví dụ chị gặp cái vấn đề gì như mất việc mà không trả góp được nữa là coi như mất thôi luôn á. Ở bên Mỹ nó là như vậy. Đó bây giờ là ở đây bây giờ á tụi mình á thấy cái vụ mà 180 hộ bị đuổi ra khỏi cái căn chung cư bên kia không, người dân đó nhờ chính quyền đi kiếm nhà, mà nhờ chính quyền nó lơ rồi đi kiếm nhà, tự đi kiếm nhà cũng không có ở đâu có nhà mà cho người ta kiếm hết, đặt lịch xếp vé vài đời đến tới 4-5 năm sau mới có nhà, mới có, mà chưa chắc đến đó được, chưa chắc có nhà cái này. Đó là ở bên Mỹ đúng không? Đó. Cũng có những kẻ mà đội Mỹ phân đi xanh đem xuống nó bảo bên đó nhà rẻ như là mì tôm ở bên Việt Nam vậy đó.
mà cuối cùng bị đuổi ra đường cái thì kiếm không ra nhà. Nhà rẻ như mì tôm có nghĩa là nó so, có nghĩa là nó so sánh những cái nhà ở Việt Nam có thể là cái một, những căn nhà ở Việt Nam có căn tới mấy chục tỷ luôn. Tại vì nó là nó so sánh cái kiểu đó. Nó so sánh cái chuyện chứng tỏ là đó. Việt Nam giàu hay là nó giàu. Không, nhà nó nói bên Mỹ một trăm mấy chục ngàn đô hoặc là mấy trăm ngàn đô là mua được cái nhà, còn bên Việt Nam có những cái căn hộ giống như cái căn hộ The Vista ở ngoài quận 2 hồi lâu á, chị nghe nói là ở đó là một triệu đô một căn. Có nhiều chứ, Việt Nam chính xác luôn. Nhiều nhà đất và chị đã đi vô đó rồi, chị chứng kiến rồi. Không, chỉ có những cái tay mà nước ngoài mua rồi, những cái tay mà đại gia như như hình như là con Cẩm Ly á, Cẩm Ly nó mua một căn ở trong đó rồi. 1 triệu đô là em tính nhiêu? 20 tỷ. 20 tỷ thì chưa kể sửa sang, là hai mấy tỷ chưa kể sửa sang, sắm sửa này nọ nọ kia. Nên nếu mà nói sung sướng vậy tại sao ai cũng đi, mà tại sao như Hoài Linh nó phải đi về đây làm gì? Mấy cái ca sĩ Hoài Linh nó ở bên đó chỉ là diễn viên thôi, nó về đây làm. Về đây là có danh có phận, có chức tước đàng hoàng, ai mà nói chung là được mọi người tôn trọng mà rất là quý. Có chỉ là nhiêu đó là đủ hiểu rồi, bên đó nên đủ như hiểu. Thế nào rồi, đúng không? Hoài Linh là người đi đi trước năm 7 đi sau năm 75 là đi qua bển, đi theo gia đình đi qua bển. Hoài Linh hả? Hoài Linh đó. Em thì em rất là thích nhạc vàng, mà nói chung đó là em rất là hâm mộ những cái tên tuổi như là Đan Nguyên nè, Tâm Đoan là như mình này nọ. Rồi cái gì Tường Nguyên đó. Nhưng mà đứng một cái nhà nào đó em thấy mấy ca sĩ đó với một đám người khác. Rồi nó trống chào cái cờ vàng ba sọc đỏ, hát cái bài gì tiết lỗi công dân gì đó là em bye bye luôn, đúng không? Em cảm giác như là em hết đó nổi không còn hâm mộ, không còn yêu đương gì nữa, chấm dứt yêu đương, chia tay sớm bớt đau khổ. Dạ con tôi mà mở thằng Đan Nguyên ra sau đó dẹp nha. Anh đẹp trai hơn tôi rồi không được à, chắc gì sẽ đẹp liền.